Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2. Sáng sớm thứ năm ngày 1 tháng 2 năm 2024, Từ thành phố Cần Thơ. Quý khán thính giả biết ngày 19 tháng 1 năm 1974, Trung Quốc xâm lược, chiếm lấy Hoàng Sa. Năm nay, tưởng niệm 50 năm biến cố đó. Trả lời phóng viên báo chí hỏi về việc mà hải chiến hoàng sa như thế nào thì phát ngôn viên bộ ngoại giao của việt nam bà phạm thu hằng đã khẳng định đi khẳng định lại lập trường của việt nam đó là việt nam có chủ quyền một cách rõ ràng minh bạch liên tục hòa bình trên hai quần đảo hoàng sa và trường sa bà nhấn mạnh việt nam có chủ quyền trên hai quần đảo này và được thể hiện ít nhất là từ thế kỷ thứ 17 đến nay. Chủ quyền đó liên tục trong sự hòa bình, chứ không có một sự đứt quản nào hết. Ngay lập tức thì bên phía của Trung Quốc qua lời phát ngôn viên ông Uông Văn Bân đã lên tiếng phủ bác những gì mà bà Phạm Thu Hằng của Việt Nam nói về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc lại khẳng định Trung Quốc có chủ quyền trên bản đồ chính điểm đỏ. Họ nói rằng là họ có bằng chứng một cách không thể chối cãi được. Sự chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc ở bản đồ chính điểm đỏ liên tục từ từ thời kỳ của nhà Hán tức là hai ba ngàn năm trước luôn liên tục nên họ nhất định là bảo vệ quan điểm họ có chủ quyền như vậy dâu rằng phán quyết của trọng tài quốc tế vào năm 2016 đã ra phán quyết nói rằng Trung Quốc không có chứng minh được chủ quyền của họ trên bản đồ chính điểm đỏ. Rồi chúng ta lại thấy trong tuần qua, cuối tuần qua, Tổng thống Philippines và phu nhân cùng với phái đoàn cao cấp là Ngoại trưởng Manalo của Philippines đến Việt Nam, tương tác với Việt Nam. Bên phía của Trung Quốc, khi ấy theo tờ South China Morning Post tuyên bố, đó là họ sẵn sàng tạo một cái special arrangement, tức là một cái gì đó đặc biệt để mà các chiếc tàu hậu cần của Philippines có thể chiếc có thể tiếp cận được chiếc tàu mà neo ở tại bãi cạn The Second St. Thomas mà tiếng Philippines họ gọi là The Aguin. Vì trước đó chúng ta biết là trong mấy tháng này hải quân của Trung Quốc ngăn chặn không cho các tàu hậu cần của Philippines tiếp cận tiếp tế cái chiếc tàu này. Chiếc tàu này neo ở nơi đây đã từ năm 1999 nhưng Tháng trước, Quốc hội của Philippines ra một quyết định đó là dành một ngân sách khoảng chừng 104 cho tới 105 tỷ Mỹ kim để xây dựng hạ tầng cơ sở thì muốn bắt chước Việt Nam xây dựng cái chiếc tàu neo ở Sierra Madre ở tại Ayugin, tức là ở tại Sakin Sen thành một cơ sở giống như là một cơ sở của Việt Nam đã xây dựng ở thập niên 1980 như là những Nhà dàng mà Việt Nam đã xây dựng. Họ thấy rằng là Việt Nam làm rất là hữu hiệu thì họ muốn làm như thế. Và vì như vậy nên chúng ta thấy phản ứng của Trung Quốc là họ ngăn chặn không cho Philippines làm. Và tuyên bố là Philippines đi sai đường. Tuyên bằng một cách chặn Philippines không được tiến vào chiếc tàu Sierra Madre. Philippines không tiến vào được chiếc tàu Sierra Madre thì họ dùng các cái chiếc máy bay nhỏ, họ bay qua, họ thả các đồ cứu trợ như là thuốc men, thực phẩm và thêm những cái gì đó ở trên chiếc tàu này. Không ngăn chặn được Philippines cứu trợ những người ở trên chiếc tàu Sierra Madre nổi thì Trung Quốc mới tuyên bố điều đó, nghĩa là họ nói là. Ngày 21 tháng Giêng năm 2024, các máy bay nhỏ của Philippines đã bay một cách bất hợp pháp, thả các đồ lương thực, cứu giúp những người ở trên tàu Sierra Madre đậu nơi đây một cách bất hợp pháp. Nhưng Trung Quốc khẳng định chủ quyền của mình, Trung Quốc thấy tình cảnh Trung Quốc muốn mở sự nhân đạo nên là chấp thuận để mà có một special arrangement tức là một cái kế hoạch đặc biệt với Philippines để làm như thế nào giúp đỡ Philippines về vấn đề nhân sự cũng như chiếc tàu Sierra Madre đậu ở nơi đó khi mà South China Morning News trích lời lại này đó thì chúng ta biết là Tổng thống Philippines ông Ferdinand Marcos Jr. cùng phu nhân và phái đoàn cao cấp đến Hà Nội. Trung Quốc nói điều đó để làm gì? Có thật không? Hay đây là một chiêu hỏa mù để gây sự phân hóa giữa Philippines và Việt Nam? Nên sau đó, ở trên báo Reuters, Bộ Ngoại giao của Philippines đã lên tiếng rất rõ ràng. Chúng tôi không cần sự giúp đỡ của Trung Quốc. Chúng tôi cũng không cần Trung Quốc đồng ý hay không đồng ý. Chiếc tàu Sierra Madre đậu ở trong lãnh hải của Philippines. Vì The Ayugin, tức là The Second St. Thomas -so, nó ở trong phạm vi, tiếng Anh họ gọi là EEG, Exclusive Economic Zone, tức là đặc quyền kinh tế của Philippines đặc quyền kinh tế của một quốc gia là 200 hải lý mà đó The Second Saint Marshall lại chỉ có khoảng chừng 170 mấy km cách xa bờ biển Palawan của Philippines thì Philippines nói đặc quyền kinh tế 200 hải lý mà mỗi một hải lý là coi như là gần là hai cây hai cây số 2 thì cái này nằm ở trong đặc quyền kinh tế của Philippines chúng tôi không cần xin phép không cần xin phép bên phía của trung quốc điều đó là điều chí lý vì philippines cũng nói luôn chúng tôi đã kiện trung quốc ra tòa án trọng tài quốc tế nhưng mà trung quốc né tránh không có chịu ra và tòa án trọng tài quốc tế đã ra phán quyết trung quốc không có chứng minh được chủ quyền của mình ở trên bản đồ chính điểm đó Thấy Philippines rất là cương quyết như thế Trung Quốc cũng hơi gọi là hơi bực mình Cũng như mà cũng hơi xệ độ Vì những gì mà Philippines nói là chính xác thôi Nên à, bây giờ là phải kiếm chuyện ở nơi khác Theo Reuters, số ra ngày 31 tháng 1 năm 2024 Tức là số ra ngày hôm qua, cách đây khoảng chừng mười mấy tiếng Reuters nói rằng là chứ, à một tình huống khác mới xảy ra ở tại bãi cảng Scarborough. Tình huống đó là như thế nào? thì Reuters nói trích lời của phát ngôn viên của hải quân Trung Quốc nói rằng là có bốn nhân sự, họ gọi là personnel thôi, không biết là nhân sự này là nhân sự dân sự hay là uh, ngư dân hay là quân đội của Philippines không biết rõ. Có bốn nhân sự đi vào cái khu vực mà do Trung Quốc có chủ quyền vào ngày 28 tháng Giêng năm 2024 và hải quân của Trung Quốc phát hiện được. Hải quân của Trung Quốc lập tức ra cảnh cáo, yêu cầu họ phải rời khỏi nơi khu vực này đúng theo luật pháp của quốc tế. Hành động của hải quân Trung Quốc rất là professional Tức là rất là chuyên nghiệp và standardized, tức là một cách căn bản đúng tiêu chuẩn. Đó là bên phía của Hải quân Trung Quốc phát biểu như vậy và Reuters trích lời lại. Vậy thì, bên phía của Trung Quốc đã chuyển cái điểm nóng ở tại bãi cạn The, the Ayugin, tức là bãi cạn The Second Central Marshall, sang ngay cho bên phía của Scarborough và lúc nào cũng là nói rằng Philippines là có lỗi. Philippines có bốn người không rõ là dân sự hay nhân sự hay là quân sự tiến vào nơi đây và đã cảnh báo, cảnh báo cách chuyên nghiệp và đúng tiêu chuẩn. Làm y như là Trung Quốc là nạn nhân và Trung Quốc làm đúng theo luật quốc tế, làm theo đúng quy ước uh, thỏa DOC năm 2001, chúng tôi đã cảnh báo quý khán giả cũng còn nhớ ở tại bãi cảng Scarborough trước năm 2012 thì Philippines kiểm soát bãi cảng Scarborough một cách rõ ràng và ở nơi đó là ngư 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 nghiệp truyền thống của Philippines người dân Philippines ra đây đánh cá không biết bao nhiêu đời rồi bãi cảng Scarborough lại cách xa đất liền của Philippines khoảng chừng 200 km thôi. Nó nằm ở trong đặc quyền kinh tế của Philippines. Philippines khẳng định đây là chủ quyền của Philippines vì nó nằm trong đặc quyền kinh tế của Philippines. Philippines có nhiều chứng cứ bao nhiêu lịch sử của của Philippines đều khẳng định rõ như thế và nó là ngư nghiệp truyền thống của Philippines bây giờ đó là trung quốc nói rằng là không chúng tôi là bản đồ chính điểm đỏ khẳng định đây là chủ quyền của chúng tôi bao nhiêu ngàn năm chúng tôi có chủ quyền liên tục chúng tôi không cần biết phán quyết quốc tế nói cái gì đó là tầm phào chúng tôi khẳng định là chúng tôi hành động cách chuyên nghiệp hành động đúng tiêu chuẩn khiếp khủng không Reuters đưa ra cái bản tin này mà nói rằng là những gì đó, đó lời, ra, lời qua tiếng lại giữa Philippines và Trung Quốc trong cái lúc mà phái đoàn của Philippines có Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. phu nhân và Ngoại trưởng của Philippines là ông Manolo đến Việt Nam tương tác về vấn đề kinh tế, về vấn đề chính trị và ngoại giao và đó Philippines và Việt Nam là hai nước có giàu rằng có những cái sự uh, là tranh chấp về chủ quyền ở nơi đây nhưng mà hai nước hứa là đoàn kết để mà xây dựng thì không biết rằng là việc làm này của Trung Quốc có ý có hàm ý gì muốn chia rẽ Việt Nam với Philippines và nếu mà trung quốc đã nâng tầm quan hệ ngoại giao giữa việt nam với trung quốc lên thành cộng đồng chia sẻ chung đó, tương lai thì uh, trung quốc phải tôn trọng phán quyết của liên hợp quốc chứ nhưng không trung quốc không trung quốc vẫn hung hăng như thế bản tin mà reuters đưa ra cho thấy trung quốc rất hung hăng ở tại the second Show rồi bây giờ là chuyển sang bên phía của The Scarborough bãi cảng Scarborough và họ đưa ra một cái bản tin những lời tuyên bố Trung Quốc ứng xử rất là chuyên nghiệp tôi đọc tới chữ chuyên nghiệp đây tôi thấy muốn mất ói luôn chuyên nghiệp chuyên nghiệp thì tại sao không dám ra tòa án trọng tài quốc tế để mà trình bày chủ quyền của mình đi không không dám khi mà người ta không dám tức là cái con quỷ dữ Dracula núp trong bóng tối nói gì cũng được hết đó. vì quỷ dữ Dracula không dám đối diện với sự thật đó là ánh sáng mặt trời nó bị tiêu chảy liền thôi nếu mà là chuyên nghiệp thì quỷ dữ Dracula cứ việc xuất hiện đi ra tòa án trọng tài quốc tế đi nhưng không Trung Quốc không ra nhưng mà ở đằng trong thì cứ lá làng là đây là chủ quyền bất khả xâm phạm của Trung Quốc. Trung Quốc có chủ quyền không thể, không cần tranh cãi nữa cơ. Và Trung Quốc ứng xử chuyên nghiệp. Rồi là đúng tiêu chuẩn standardized, đúng tiêu chuẩn quốc tế. Đọc tới cái chữ hai cái chữ này là tôi muốn ói. Ác trụy quỷ Dracula mà núp trong bóng tối thì lúc nào cũng hung hăng hết sẵn sàng là nói cái này cái nọ rồi tuyên bố này nọ nhưng mà nếu mà ra ánh sáng mặt trời là chảy tiêu liền Trung Quốc nếu là chuyên nghiệp nếu là đúng tiêu chuẩn cứ việc ra tòa án quốc tế đi để trọng tài quốc tế là phán quyết như thế nào mình trình bày như thế nào mình diện đối diện mình trình bày đi chứ sợ cái gì nhưng không núp vào trong bóng tối để làm cái chuyện này đây là hành động của những kẻ hay cứ là gì đó nhưng không dám xuất hiện. Thích núp lùm. Thí dụ như là núp lùm bình luận. Núp lùm để mà nói một chiều không dám trực diện với người khác. Vì sao trực diện với người khác á, thì lý luận của họ bị bẻ gãy. Y như là Trung Quốc không dám trực diện ở tại tòa án trọng tài quốc tế vậy. Dám mà ra đó mà đối chấp với cái người mà họ đã đứng nói xấu hoặc là lúc nào cũng là tuyên bố cái này cái nọ oai lắm bắt lắm nói cái gì cũng được nói với điện thoại thôi chứ còn không có dám đối luận với cái người mà có sự sống động tôi nói như vậy đó ví dụ như là người lái xe tuấn trần yêu cầu cái đóm đó ngày và đêm bao nhiêu lần á không dám không dám vào trong kênh của người lái xe để mà đối luận và người lái xe khi mà bước vào trong cái phòng mà livestream của họ đó thì thấy tên của người lái xe thì lật đật block người lái xe liền như là cái nhóm của Châu Huỳnh đã làm với người lái xe trong những ngày qua tôi xin mở ngoặt đóng ngoặt thêm để cho hiểu rằng là nói một chiều thì ai nói cũng được nói tùm lum tùm là nói búa xua không cần biết sự thật và chính trung quốc cũng y như thế cái sức mạnh họng súng của trung quốc nên trung quốc mới nói búa xuôi như thế chúng tôi hành động cách chuyên nghiệp professional and standardized đúng tiêu chuẩn mà không dám ra tòa án trọng tài quốc tế để mà trình bày quan điểm và chủ quyền của mình không dám nhưng mà vì là có sức mạnh quân sự nên núp ở dưới cái bóng sức mạnh quân sự đó rồi tuyên bố lung tung như thế. Điều này chứng tỏ đó, tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông không hề từ bỏ. Và Trung Quốc giàu có ký cái gì với Việt Nam đi nữa đó, nâng tầm quan hệ lên là đối tác về vấn đề cộng đồng chia sẻ tương lai chung đó, thì Trung Quốc cũng không bao giờ từ bỏ cái mộng xâm lược ở Biển Đông. Vì chính họ, 50 năm trước, đã dùng vũ lực chiếm lấy Hoàng Sa Và năm 1988 Đã dùng lấy vũ lực Chiếm lấy các đảo của Việt Nam Như là đảo Chữ Thập Đảo Gạt Ma vân v Nên Việt Nam Dầu đã ký Nâng tầm quan hệ Lên với Trung Quốc Thành đối tác Cộng đồng chia sẻ chung Việt Nam hãy nhớ bài học đó Vẫn nhớ và hãy xem thái độ của Trung Quốc đối với Philippines bây giờ để mà cân nhắc kỹ lưỡng. Cân nhắc kỹ lưỡng không để Trung Quốc lạm dụng không để Trung Quốc lạm dụng sự tương tác của Việt Nam với Trung Quốc để rồi lấn 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 ở biển Đông của Việt Nam. Con quỷ Dracula lúc nào cũng xuất hiện giống như là một thiên thần. Nói ngọt ngào lắm, nhưng mà chớp mắt, không khéo, không cẩn thận, thì hút máu cổ là tiêu tốn Nên tình huống ở tại Philippines, những gì mà Reuters trích lời lại bên phía của Hải quân Trung Quốc, ứng xử ở tại bãi cạn Scarborough cho thấy tình huống không có dễ dàng. Trung Quốc không có tốt. Nhưng cũng đừng nghĩ rằng là một nước đối tác khác là nước Mỹ là tốt đâu vì Philippines đã học bài học năm 2012 khi ấy đang kiểm soát Scarborough. Trung Quốc đưa hải quân tới thì Philippines cầu cứu Mỹ. Bộ Ngoại giao của Mỹ bà Hillary Clinton lúc đó tuyên bố Philippines rút quân đi để Mỹ giải quyết. Philippines rút quân đi thì Trung Quốc tiến vào. Chiếm được Hoàng Sa, xin lỗi, chiếm được Scarborough một cách rất là dễ dàng. Khi mà chiếm được rồi đó, thì bên phía của Philippines thấy mình mất Scarborough đau quá mới kêu Bộ Ngoại giao của Mỹ. Thì bà Clinton bà lại tuyên bố một câu xanh rờn và đâm xuống lưng cách đau điến đó là Biển Đông lớn đủ South China Sea lớn đủ để cho mà Trung Quốc có phần. Thế là xong. Từ đó đến nay Trung Quốc kiểm soát Scarborough như vậy là đã 12 năm đâu không? Hai ông lớn này, ông Trung Quốc và ông Mỹ đều có những cái mưu đồ, đều có cái gì đó của họ. Họ sắp xếp cái gì đó lúc đó không biết là bên phía của Mỹ là đã điêu như thế nào với Trung Quốc nên đó, bán đứng Philippines. Y như là năm 1974, Henry Kissinger, Bộ Ngoại giao của Mỹ tương tác với Trung Quốc xong là làm ngơ. Cứ thường là làm ngơ rồi, nhưng mà còn đằng sau là xúi dụng cho Trung Quốc xâm lược, chiếm lấy hoàng sa của Việt Nam. Rất đau lòng. Nên Việt Nam cũng phải cẩn trọng đối với hai ông lớn này. Vì bài học trong quá khứ cho thấy không khéo họ bắt tay nhau, họ đâm, họ họ giết những những quốc gia bạn một cách rất là tàn nhẫn như thế đó là góc nhìn của tôi chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau